lái 2 tiếng thấy cũng lâu quá hả? Lâu. Thì mình chạy chậm, chạy có 100 mấy. Tại vì maximum 10 phút đó. Lúc về chạy buồn ngủ quá. Không ai nói chuyện à. Này đem về rồi. Này đem về rồi. Đem về đi bên kia về. Giờ có tiết canh để sẵn luôn. Sướng quá. Đó, giờ có tiết canh để sẵn. Quê vậy anh Hải, ghê vậy. Đừng đến buồn rồi. Bên kia cái đầu mình được như cái ghê quá, mới mua từ dealer đem thẳng xuống đây luôn. Còn anh Hải Đà Lạt mới đem xuống đây luôn. Lỡ cưa luôn. Cưa luôn. Bây giờ bom quăng thường rồi, giờ phải cưa. Khui. Ba con cá. Ba con cá. Không có tôm, không có bầu. Oh baby. Welcome to who? How you guys team? Hai chiếc trong chiếc gì kìa? Đẹp quá. Ở trong có một chiếc nữa kìa. Ủa trong có chiếc gì? Chiếc ở trong mới giữ kìa đó. Thôi đừng coi chiếc ngoài, chiếc trong mới giữ, chiếc ngoài mình có nhiều rồi. Dán rồi. Chiếc trong cò bẹt. Cò bẹt đó. Anh Diệp là người máy quay phim để quay nè, thiệt tình luôn á.
cầm một cái phim quay à? Ờ thiệt luôn á. Ừ, Thay là Ngô chỉ quay xe Thay là Ngô thôi. Có bảy đó mà. Chưa, rin à, rin luôn, rin luôn, rin luôn. Rin luôn. Tiếng keng sbang luôn. Em luôn. Vắng bro, nó trao xe xong nó mừng nó chạy luôn á mệt. Xoáy bang á. Đây nè, chữ sợ vợ đó. Đúng rồi, đó. Là sợ vợ. Là sợ vợ. Ừ. Có gì á, ai mà sợ sợ vợ cũng muốn giải thôi. Hiền quá hả, bô hiền khô ha. Ừ, chứ còn chứ còn Jim mà, còn Jim mà. Xe anh Hải mà giống như là Nguyên Băng mình lần đầu tiên thấy Lambo luôn á. Ủa xe này xe gì lần đầu tiên thấy luôn á. Xe Lexus. Ờ Hải đâu? Cái này mới giữ nè, đó. Họ chở hai, họ chở hai chiếc. Đây cái này Corvette. Twin Ray luôn ghê vậy. 454. Cái điều giá được mà mua luôn á. Yeah.
Ra sau chế chút đó, đó chị Lan xích vô. Yeah.
Moments later. Cảm giác nhiều quá. Đứng mọi lúc mọi nơi. Take the next left, then your destination will be on the right. Bò về chuồng, về tới khách sạn rồi, lúc này bây giờ như 1-2 giờ sáng gì rồi đó, đuối rồi.